Đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, hôm nay trong không khí hân hoan đầy phấn khởi của buổi lễ tổng kết năm học, em rất vinh dự được thay mặt cho các bạn học sinh lớp 9 nói riêng và học sinh toàn thể nhà trường nói chung nói lên những tâm tư tình cảm của mình trong suốt thời gian học với mái trường trung học cơ sở Tam Quan thân yêu này. Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn, bao xin thời gian với lại lễ quay đều và thấm thắt một mùa hè nữa lại đến với những tán thưởng gặp phòng những tháng con đi học trò. Thời gian trôi qua thật nhanh, mỗi ngày nào tiếng trống khai trường còn vang lên mở đầu cho biết bao dự định kế hoạch học tập. Vậy mà hôm nay buổi lễ bế giảng năm học đã đến, đã đến lúc chúng em nhìn lại kết quả của học lên đầy cố gắng, đã đến lúc tạm biệt trường lớp, thầy cô và bạn bè. Với các bạn học sinh lớp 9 chúng em, đây là mùa hè đặc biệt, mùa chia ly để đi đến một chân trời mới. Bởi 4 năm vừa qua là khoảng thời gian chúng em được sống và học tập dưới mái trường này, nhận được sự yêu thương đồng đọc của thầy cô, bạn bè. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, trong suốt 4 năm học, chúng em đã không biết bao lần quậy phá, nghịch ngợm khiến thầy cô phải phiền lòng. Nhưng mỗi lần như vậy, chúng em lại được thấy tấm lòng của thầy cô dành cho chúng em với sự bao dung và tha thứ. Hôm nay một lần nữa mong thầy cô hãy tha thứ cho tất cả những lỗi lầm mà chúng em đã gây ra. Cảm ơn thầy cô, chúng em không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả hết được. Chúng em chẳng biết gì ngoài lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô, cho chúng em được cảm tạ công ơn dạy dỗ, tận tình dìu dắt, uốn nắn, nâng niu để thích cánh cho chúng em được bay cao, bay xa hơn trong cuộc sống. Chúng em xin cảm ơn thầy cô đã vất vả sống hôn với những bài giảng trên lớp, với những cô đồng học trò lúc nào cũng chân chỉ, lúc thì lại lười biếng, tinh nghịch. Những kiến thức thầy cô truyền đạt hôm nay là hình trang vững chắc, là những khát vọng và hoài bão để chúng em hướng về một tương lai tươi sáng. Xa mái trường thân thương này, nơi đã cho chúng em một gia đình ấm áp, nơi đặt ấp ổ biết bao kỷ niệm vật mơ ước của một thời học sinh hồn nhiên và vô tư. Nhưng những kỷ niệm về mái trường thân yêu này sẽ là nguồn động lực để chúng em bước vào đời. Các bạn học sinh cô chiến thân mến, hôm nay chúng ta chia tay nhau để mai này gặp lại nhau trong sự trưởng thành và thành đạt của mỗi người. Bởi vậy, chúc các bạn có một định hướng đúng đắn, luôn nỗ lực, cố gắng để có thể gặt hái được nhiều thành công trên đường đời của mình. Chúc tất cả các bạn là người chiến thắng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông sắp tới. Dù cho tôi cánh muôn phương, ơn thầy, tình bạn, nghĩa trường không quên. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã dìu dắt chúng em trong 4 năm học qua. Chúc thầy cô sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trong người và luôn giữ gìn sức khỏe để tiếp tục giữ vững tay chèo, nuôi theo nhiều chuyến đò cập bến. Chúng em cũng xin hứa sẽ học tập và rèn luyện tốt để xứng đáng là con em của mảnh đất Hòa Nhơn anh hùng. Chúng em sẽ viết tiếp những trang sử sáng ngời của ngôi trường trung học cơ sở Tam Quan thân yêu này. Cuối cùng, em xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn mạnh khỏe, thật hạnh phúc, thành công. Chúc các bạn học sinh một kỳ nghỉ hè thật thú vị.